Hello, xin chào tất cả các bạn ở cái kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình về được cái thùng hàng của shop Rubik Buôn Ma Thuột của bạn Thông. Đây, đó. Đây là con nói chung là đợt này mình chỉ mua có một con à. Thì nguyên do mình tại sao mình mua một con á thì tí nữa mình khui ra cho mình sẽ đưa nói cho các bạn biết. Thì cái con này á là cái con mà có một số bạn á rất là yêu cầu mình mua cái con này luôn của shop Buôn Ma Thuột á, shop của bạn Thông á. Thì bây giờ mình sẽ khui ra nha, rồi mình sẽ review cái con này cho các bạn luôn. Rồi, đây. Đó, thấy không? Có một con à mà đóng trong cái hộp bự chà bá luôn. Rồi để coi có cái tặng cái gì không. Đây. U đợt này là chịu đầu tư quá ta. Nè cái nem cạc nè, Rubik Buôn Ma Thuột to. Ồ, nè in hình logo của câu lạc bộ Rubik Buôn Ma Thuột nè các bạn. Đó. Thì ở đây gồm có Shopee nè, Facebook nè, số điện thoại nè, rồi địa chỉ rồi gì nữa nè. Đó. Rồi mình bỏ qua một bên. Đây là con Rubik này, là con Rubik mà có một số bạn yêu cầu mình mua cái con này để mình review nè. Đó. Và còn thậm chí còn gửi inbox Facebook cho mình nó kêu mình mua nữa. Đây đó, em nó đây. Thì mình cũng coi rất là nhiều cửa hàng khác rồi đó, hầu như là không còn bán cái con này nữa. Thì cái con chỉ còn có cái shop của bạn Thông á, shop Rubik Buôn Ma Thuột có mới bán cái con này. Thì bây giờ mình sẽ quyết định mình mua để mình review cho các bạn luôn. Cái con này là cái con mà Rubik mà tiết kiệm á. Thì tại sao mà mình mua một con là các bạn cũng biết rồi. Shop shop Rubik Buôn Ma Thuột á là mình cũng không hiểu tại sao luôn á, là không có nhiều mẫu mã, không có nhiều mẫu mã để mình lựa chọn. Các bạn thấy đó, các bạn không tin thì các bạn có thể vô link của shop đó, mình để dưới phần mô tả, các bạn thấy không, nó không có nhiều mẫu mã, đa số là nói chung là rất là ít mẫu mã, mà những cái mẫu mã đó là những cái mẫu cơ bản ở những cái shop khác có rồi, thậm chí mình cũng đã mua review rất là nhiều rồi. Thì chỉ có cái con này đó là nói chung là có một số bạn yêu cầu nè, với lại mình coi mấy cái shop khác nó không có bán nên mình mới mua để mình review cho các bạn đó, nguyên do là như vậy đó. Thì nếu mà bạn Thông á mà có xem cái video này á thì đó mình cũng khuyên á là nên nhập nhiều mẫu mã về để bán, thấy không, nhiều mẫu mã hay là nhiều những con biến thể về để bán, chứ mình thấy toàn là mấy cái mẫu cơ bản mà được được có vài mẫu à. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể vô cái đường link của shop á, mình để dưới phần mô tả các bạn coi đi. Chứ không phải là mình cũng tính mua thêm vài con nữa đó để mình review cho các bạn, nhưng mà quay đi quay lại mình coi á, toàn là những con, thứ nhất là những con mình có rồi, những con đó nó không có gì độc lạ nữa mà ít ít sự lựa chọn nữa đó. Nó là như vậy chứ không phải là mình không muốn mua nhiều đó. Đây con này là cái con này là hồi xưa đó mình đã mua rồi đây nè đó, nhưng mà khúc đó đó mình không biết á, mình bấm mình gịch ngợm sao á cái nó bị gãy luôn, đâm ra bây giờ mình dán nó bị gãy nè, đâm ra mình lấy keo sắt cái mình dán cho dính luôn. Chứ hồi nó là nó có những cái co để nó giữ là cái này nè đó, thì đâm ra bây giờ cái con này nó đâu có quay được đâu, nó chỉ quay được cái vòng tròn như vậy thôi đó. Đó, nó quay được cái tầng u tầng đây thôi, chứ chứ nó không không có quay quay dọc như vậy được, tại vì mình đã dán nó cứng ngắc luôn rồi. Đáng lẽ của người ta đó là phải bấm vô cái này nào rồi mở ra, mà hồi trước của mình không biết, mình làm sao cái nó gãy, nó gãy chốt hết luôn rồi. Đâm ra cái đợt đó đó cái mình lấy keo dán sắt mình dán cho dính luôn. Nói chung giờ con này bây giờ là chỉ để chân thôi chứ đâu có quay hay là đâu có quay hay đâu 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 có chơi gì được đâu đó. Thì vô tình đó thì có một số bạn yêu cầu mình cái con này nè, cái mình thấy vậy đó, thì mình mua đó. Đó như hiện tại như bây giờ nè đó, các bạn thấy không, nó quay vòng tròn được nè đó. Đó. Còn cái con này mình đã dán keo rồi đâu quay được đâu, chỉ có quay được ngang vậy thôi nè đó. Không các bạn thấy không, quay vòng tròn này nè, giờ quay ngang vậy cũng được luôn nè đó. Thậm chí là các bạn coi nè, wow. Đó, các bạn thấy kêu mình rồ chưa, hôm mà mình mấy bữa nay mình học được cái chiêu này nè, có bạn nào chỉ mình đó mà mình quên rồi đó.
Đó, thấy rồi không? Đó, học 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 mấy ngày là được rồi đó. À, bây giờ là có cái chiêu thay gì hồi trước mình hay review như vậy nào đúng không các bạn? À, các bạn mà coi kênh mình nhiều mình thấy vậy đó, còn bây giờ này mình học được rồi nè. Vậy thấy tạm được không các bạn? Rồi bây giờ vô con chính đi nha. Đó các bạn thấy không? Nó quay y như là cái con 3x3 bình thường vậy thôi á. Nhưng mà nó đặc biệt cái chỗ là nó mở cái nắp này nè, bình thường là mình sẽ mở không được, phải không? Thì hình như là ấn cái nút này vô nè. Đó, ấn vô. Xong rồi sao đây? Chết cha, không biết nữa, quên luôn rồi. Coi chừng hư nữa à. Ủa. Rồi sao? À đó, ấn vô xong rồi mở ra. Đó, các bạn thấy không? Là mở ra là bỏ cái đồng tiền, đồng xu vô gì đó. Rồi bây giờ đậy lại thì đậy sao đây? Cũng ấn vô coi để mình đó. Cái này là cũng càng khó lắm đó nha. Bạn nào mà không biết là gãy luôn á, giống mình nè, mình bị gãy một lần rồi nè. Đó, tới bây giờ mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà nói chung là bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình từ từ mình làm thôi, tại bữa mình nóng tính quá cái mình gạt một cái nó gãy luôn. Đó, nó vô vô khớp rồi nè. Vô khớp rồi. Ủa vô vô khớp rồi sao ta? Giờ phải ấn nó lên hay sao đây? Rồi, chắc nghi con này mình cũng làm hư nữa quá. Đâu để coi lại con này coi. Đó, nó có. Ủa, rồi bây giờ ấn vô. Ủa giờ ấn vô rồi trả về hiện trạng ban đầu là như thế nào các bạn? Ô, bạn Thông ơi, vô đây cứu mình với. Đó, rồi. Đó, đợt đợt trước mình cũng bị y như vậy nè, xong rồi mình không biết cái mình làm cái nó gãy luôn. Bây giờ coi nó sao. Ủa giờ muốn cho nó bật lên lại làm sao ta? Trời ơi, cái này chắc mình phải yêu cầu bạn Thông làm một cái video để hướng dẫn cái cách này quá. Đó, ai là fan của bạn Thông nó bê em vào cho bạn Thông vô coi cái video này rồi sẵn làm một cái video hướng dẫn cho mình đi, chứ để mất công mình làm hư thêm cái con này nữa. Ủa giờ sao ta? Rồi bó tay luôn đó. Ủa giờ muốn cho cái này nó bật lên lại sao bật được các bạn? Đó, mở ra rồi không biết mở vô luôn. Ủa rồi sao? Rồi khóc hận luôn rồi bạn ơi. Trời ơi Thông lương lẹo ơi, cứu mình với. Ủa rồi sao ta? Rồi sao mà bấm cho cái này nó lên lại để gắn vô lại ta? Ủa vô khớp rồi, nhưng mà cái này các bạn thấy không, cái chính giữa này nó vẫn còn lõm vô, nó không có bật lên. Nó phải bật lên nó thì nó mới giữ cái ngàm lại được. Rồi còn cái này rồi sao, mình ấn xuống. Không phải bóp vậy hả ta? Bóp cũng đâu có được đâu. Trời ơi, con này mắc tiền lắm đó, cũng 200 mấy chục ngàn á, chết đổi gì. Rồi khóc hận luôn. Ủa mở ra được rồi gắn vô lại không được là sao? Các bạn nào có biết video nào mà hướng dẫn cái con này các bạn chỉ mình với. Rồi xong luôn. Rồi khóc hận luôn. Đó, cái này là thực sự mình không biết luôn. Nếu mà bạn nào biết thì comment cho mình biết nha, hoặc chỉ cho mình biết nha. Đó, rồi thôi đó, review cho các bạn mà bây giờ mà mình ngồi mình nghịch nữa là coi như là nó hư giống cái con này nữa luôn á. Ủa sao nó vô rồi 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 thôi rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Đó, nhớ like đăng ký kênh và share video mình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.